Siêu âm tướng pháp là pháp môn vi diệu đạo gia Phật màu. Siêu âm tướng pháp bao gồm luận đoán ngũ quan, âm thanh, giọng nói, bộ đi, tướng đứng, dáng điệu nằm ngồi, tốt xấu, sang hèn. Chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề, bắt đầu được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, bói bài, bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt ở số 714-909-4322, 714-909-4322. Chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt, Sovajo cùng Mộng Lan xin kính chào quý khán thính giả. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, xin chào cô Mộng Lan. Xin chào tất cả quý cụ ông bà và các anh chị em thân thương. Hôm nay cô Mộng Lan định hỏi về đề tài gì đây? Dạ, kính thưa quý khán thính giả, chiêm tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Thưa thầy, thầy làm thầy từ lúc 12 tuổi và bắt đầu từ 12 tuổi thì thầy đã rất là thông suốt về dịch lý, mà bây giờ thầy vẫn còn tiếp tục học về dịch lý. Thầy biết nhiều về dịch cho nên là đó là lý do tại sao mà thầy có thể giải tử vi rất là suôn sẻ mà rất là chính xác, và đồng thời thầy lại dùng những cái ngôi sao di động thay vì dùng những cái ngôi sao đứng ở một chỗ để mà giải tử vi. Vì vậy cho nên là khi mà thầy giải đó, quý khán thính giả thấy là những cái điều thầy giải trong tương lai nó rất là đúng với lại những cái gì mà thầy nói sẽ xảy ra cho họ, có phải không thưa thầy? Thưa cô, rất là đúng. Những cái vị sao đó đó cô và quý vị đang lắng nghe, những cái vị sao đó nó không phải là ở trên trời mà nó ở ngay trước mặt của chúng ta. Ví dụ nói cái ngôi sao Lộc Tồn, là năm đó cái cô Mộng Lan có tiền nhiều quá. Rồi có tiền nhiều quá, nhưng trái trở lại tiền đó nó có nằm một chỗ không? Dạ thưa không. Nó phải chạy ra banking, nó phải chạy đi đầu tư cho chỗ này, cho chỗ khác, nó phải lưu động. Đó, thì năm nào đồng tiền nó đi đến đâu, nó chạy vào cung nào, nó vô cung huynh đệ, nó vô trong cung quan lộc, nó vô trong cung thiên di. Nếu mà vô trong cung thiên di thì năm đó cô đi Hawaii rất là nhiều, hay hoặc là cô đi chơi những cái đất nước Trung Đông, hay là hoặc là tất cả các nước du hành khắp nơi. Dạ, dạ. Đó là như vậy. Cho nên mình muốn biết cái ngôi sao Lộc Tồn nó nằm ở đâu thì mình phải coi cái ngôi sao Lộc Tồn nó là lưu động. Mình muốn nắm được cái nguồn tài chánh cho nó tốt đẹp thì mình phải coi đó là cái ngôi sao lưu động. Trong khoa tử vi đó thì cái ngôi sao nào được xem là xấu nhất thưa thầy? Thật ra đó, cái ngôi sao tốt nhất cũng chưa phải là tốt, mà cái ngôi sao mà xấu nhất cũng chưa có phải là tệ. Ví dụ tôi đánh một cái ví dụ, nếu mà cái ngôi sao mộ mà nó nằm ở trong cung tài là phải nói người đó quản lý tiền tài rất là tốt đẹp, tiền vô có mà nó ra tựa như là lục bình châu. Đó, mà cái ngôi sao mộ đó là cái ngôi sao chôn vùi, cái ngôi sao nó xấu nhất nhưng mà nó đóng ngay cung tật ách. Thì cuộc đời người đó không có sợ bệnh ung thư, người đó có té dưới giếng chăng đi nữa cũng được, coi như là ông bà cô bác anh chị em cứu lên nữa. Cho nên cái ngôi sao mộ mà nó đóng ở trong cung tật ách rồi là phải nói rằng đáng mừng, bác sĩ muốn ăn được đồng xu của người đó khó lắm. Đó, còn những cái ngôi sao á, nên nhớ nè, ở trong danh từ đắc địa, miếu địa, hãm địa, bình hòa, tuyệt địa. Quý vị nghe những cái tiếng đó, nghe tuyệt địa đừng có sợ, nghe hãm địa đừng có sợ. Đó, hãm địa này không phải là hãm tài là kêu bằng là ám chướng đâu. Đó, có nhiều người á, kể cả những người thầy họ học vô là họ nghe cái tiếng hãm địa cái họ cũng bị cái họ nói theo tâm lý cái họ cũng nói ồ cái này hãm địa là xấu lắm, cái đó sai. Thưa quý vị, hãm địa là như vậy. Ví dụ ngôi sao đó nó thuộc hỏa. Đó, mà cái cung đó nó là thuộc kim thì tất nhiên là trên khắc dưới thì đó là hỏa khắc kim là nó hãm rồi, nhưng mà nó hãm ở trong cung đó là ở trong cung mệnh hay là ở trong cung điền hay là ở trong cung tài lộc, thì cái danh từ mà hãm địa đó là phải nói rằng là cảm ơn trời, rất mừng. Mừng là ở chỗ nào? Tại vì đất trời ban cho ta có tiền, mà mình có tiền rồi mình mới dùng đồng tiền đó, mình mới khống chế hết tất cả các cái sự thương mại cơ sở của những vùng khác. Đó, hãm địa là mình dùng tài lộc của mình, đời sống của mình khống chế người ta và bắt đầu đánh tan hết tất cả các cơ sở thương mại mà là mình muốn đánh. Đó là gọi là danh từ
hãm địa. Dạ, thưa thầy, thưa thầy Lê Tấn Đạt, Mậu Lan có cái thắc mắc là chẳng hạn như mỗi người đã có những cái ngôi sao ở trong cái cung tử vi của họ rồi, họ đi với thầy xong rồi cái họ coi thì thầy coi cho họ một lá số tử vi trọn đời, rồi có những cái chuyện xấu mà sẽ xảy ra trong tương lai cho họ, như vậy họ cũng sợ lắm thưa thầy. Như vậy thì mình có nên đi xem tử vi trọn đời không thưa thầy? Thật sự nếu mà nói đến ở trên thế giới này mà tin tưởng tử vi nhiều nhất và đúng pháp thuật nhất và của một người tu sĩ giỏi nhất cho cái quốc gia đó, đó là người Tây Tạng. Người Tây Tạng đó họ giàu khủng khiếp lắm, nhưng mà con của họ vừa đẻ ra họ huấn luyện á, họ mời một cái vị giỏi về tử vi đến để chấm cho con của họ. Từ khi mà mới vừa cắt cái rốn á, coi như cái bà mụ mới vừa cắt cái rốn á là đã lấy ngày tháng năm giờ đó đã chấm tử vi cho nó rồi. Xong rồi họ đào tạo con của họ từ khi lớn lên, nói thiệt cái ở đợi của nhà họ còn sướng hơn con của họ nữa. Đó, họ bắt con họ phải rất ư là khổ học. Đó, rất ư là khổ học làm lụng. Từ võ thuật nè, cho đến đạo hạnh nè, rồi cho đến phạm vi nghề nghiệp nè. Phải nói rằng người Miến Điện huấn luyện con của họ rất ư là xuất sắc. Đó, đạo hạnh của họ rất là chuẩn vô cùng. Cho nên á, con của họ khi mà lớn lên rồi là trở thành lạc ma. Và tất cả những người coi như là nhân tài, coi như một lời của họ nói ra là hàng ngàn hàng vạn người nghe. Nói một cái là tiền coi như là nó vô ào ào. Lạ quá mà. Nó là như vậy. Người Tây Tạng đó thì cũng theo Phật giáo, mà Phật giáo thì lại nói rằng là bói toán tử vi là mê tín dị đoan. À, thưa thầy. À, dạ thưa cô, cũng như ngày xưa tôi còn ở trong nước với lại một cái chế độ đang thống trị của chúng ta hiện nay. Mỗi một lần tất cả các ông tướng ông tá coi như là muốn mời tôi lên phải dùng xe rip công an tới còng tay tôi, hàng xóm ai cũng sợ hết. Nói rồi, Chim Tinh Gia Lê Tấn Đạt bị bắt rồi, coi như không có ngày ra. Tại vì là cấm tử vi bói toán, bài trừ mê tín dị đoan. Dân vừa chạy ra khỏi cái làng của tôi, xong đâu đó đàng hoàng rồi là họ đối xử tôi rất là tốt. Rồi cái đem lên ở trên cái huyện hay là tỉnh của họ, bắt đầu cái đem lên cho coi nào là chủ tịch nè, là phó chủ tịch nè, trưởng công an nè. À, rồi phó công an tức là cũng mê tín dị đoan luôn, phải nó đại mê tín giả luôn. Vờ thôi. Giả vờ sợ chết, ai cũng sợ chết, sợ sập tiệm, sợ ung thư, sợ thần tử đòi mạng, sợ mất chiếc ghế, sợ rớt cái lon. Đó, nghe nói tới một cái sự, cái năm đó chiếc ghế không còn là vàng bao nhiêu ngàn cây, bỏ ra mua lại cái chức. Đó, thật sự chức quyền là mua bán đó cô. Nói thật sự, người học cho nhiều nhưng mà rốt cuộc lại rồi kẻ có tiền mua cái chức quan thuế 1.000 cây đó. Mua lên để ăn hối lộ, mua mà không biết ăn hối lộ là rồi nó đạp xuống, nó đưa người khác lên, nó bán giống như là coi như là ở ngoài chợ vậy đó. Đó là bề trái đó. Nó là như vậy. Nhưng mà đạo đức giả quá. Đạo đức giả vô cùng luôn. Cái gì mà cấm họ đè cái thật xuống, họ biêu cái giả lên. Đó. Vì vậy cho nên lực người lắm. Không nên hãy nhìn những cái gì mà họ làm, chứ đừng có nghe những cái gì mà họ nói, phải không ạ? Dạ, và Mậu Lan cũng thắc mắc đó thưa thầy, là chẳng hạn như là khi mà nói về phong thủy đó, mua nhà đó thầy, thì ai cũng muốn là mình mua một cái nhà, trong cái nhà đó mình hạnh phúc, rồi mình làm ăn khấm khá, con cái học giỏi, gia đình hạnh phúc. Nhưng mà đó, tuổi người vợ thì một tuổi, chồng thì một tuổi, rồi làm sao mà giải quyết cái vụ đó như thế nào thưa thầy? Thưa cô, về vấn đề phạm vi, trước hết hai cái tuổi vợ chồng có hợp không? Nếu hợp thì ở vào cái địa lý phương hướng này nó như vậy. Còn nếu nó hợp cho người chồng thì người chồng nên đứng chủ quyền. Còn nếu mà nó hợp với người vợ thì người vợ nên đứng chủ quyền. Đó. Còn nếu nó hợp cả hai thì cả hai cùng đứng chủ quyền. Nhưng mà phần nhiều đó thưa thầy là vợ chồng ở bên này đó là community property, người chồng đứng thì người vợ cũng đứng luôn. Cho nên đó là về vấn đề cái đó. Thấy cái số nào mà tốt nhất thì nó lại là thành công cho những người đó nhất. Dạ, thì cái người đứng tên đầu. Đúng rồi. Dạ. Rồi nó có những cái này hợp về vấn đề phạm vi địa lý rồi. Có những cặp vợ chồng rất hạnh phúc mà họ không biết bảo vệ hạnh phúc của họ. Đó, đây là gọi là nghiệp duyên. Số rất tốt, người chồng đi làm các ca các cụm cứ bỏ tiền vô account, bởi vì hai vợ chồng đứng cùng một cái account. Đó, người chồng ra bên ngoài làm đầu tắt mặt tối, còn người vợ cái lát cái chạy vô máy computer bắt đầu check lên coi giờ này ổng có mang tiền để cho cô nào không, và có đi xài ở đâu không, thét trở thành một cái bệnh. Nhưng mà trong quá khứ người chồng nó có làm như vậy không, để mà người vợ không có một cái gì hết. Dạ, tức là cái tánh của người vợ là cái tánh nghi ngờ. Cái tánh nghi ngờ, cho nên người chồng cứ để làm cho đã. Một ngày người chồng bị lạnh cảm, một ngày bị lạnh cảm, nó ra bên ngoài nó ăn nó chơi cho đã, tất cả những gì á
tiền thậm chí của cái cô vợ bé, cái cô mà ghệ nhí đó, còn chim vô luôn ở trong cái ác cao nó, thấy lên không mà không có thấy xuống. Một ngày đẹp trời rồi trong ác cao đó không còn một đồng, người chồng đi luôn với cô vợ bé đó luôn. Do này đâu? Do này cái sự mà mất đức tin của người vợ. Thì đảo ngược lại tất cả các anh chồng. Đó, hãy nó có giới này, nó có âm là nó phải có dương. Cho nên mình đang có hạnh phúc. Thứ nhất, chúng ta phải có đức tin. Đó, phải có đức tin lẫn nhau rồi mới bảo vệ hạnh phúc được. Đừng có quá nghi kỵ. Tốt nó đã tốt rồi, xấu nó đã xấu rồi. Đó là như vậy. Thưa thầy, làm chẳng hạn như vợ chồng là một cái số, mà cái số hai người đó không có ăn đời ở kiếp được với nhau, thì bây giờ thầy có đến làm cái gì phong thủy cho cái căn nhà đó đi chăng nữa, đến một cái thời hạn nào đó hai vợ chồng họ cũng vẫn phải banh nhau ra à? Có đúng không thầy? Cô nói rất là đúng. Nhưng mà trong một cái sự banh đó, nó tế nhị hơn. Con cái, nếu mà có con cái thì con cái được cái là ăn học đàng hoàng, con cái là coi như thành nhân chi mỹ đó. Vợ chồng khi hết nghiệp duyên á, hết nhau trong một cái sự rất ư là đẹp. Đó là như vậy. Còn nếu mà họ không có đạo đức, họ tạo nghiệp, thì nó chia tay nhau một cái sự rất là thê lương thảm cảnh. Đó là như vậy. Vì vậy cho nên do cái nghiệp và duyên. Dạ, vì vậy cho nên Mộ Lan nghĩ rằng đó là trước khi mà thành hôn đó, thì như ba mẹ của chúng ta hay làm đó là đi xem tuổi hai đứa có hợp hay không, rồi cái ngày có tốt hay không. Thành ra có nhiều khi chúng ta trách ba mẹ chúng ta là tin dị đoan, mê tín, nhưng mà thật ra đó rất là thương ba và thương mẹ của chúng ta khi mà ba mẹ chúng ta thấy một cái điều gì đó mà khuyên chúng ta nên nghe. Thưa quý khán giả, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên Mộ Lan mong là quý khán giả đang theo dõi chương trình, và nếu một quý vị cần đến một vị chim tinh gia, địa lý gia vừa có tài mà đã làm thầy được 15 từ lúc 12 tuổi mà lại có lòng nữa, thì quý vị gọi cho chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt để làm hẹn ở số điện thoại của thầy là 714-909-4322, 714-909-4322. Kính chúc tất cả quý khán thính giả cùng chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt một ngày thật là an vui. Xin trân trọng kính chào quý vị.